Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm Campuchia. Sáng nay, ngày 21 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Việt Nam tới Campuchia sau khi bộ máy lãnh đạo cấp cao được kiện toàn sau Đại hội Đảng 13. Quan hệ Việt Nam, Campuchia từ đầu năm 2021 đến nay tiếp tục đà phát triển tích cực trên các lĩnh vực, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Về chính trị, các tiếp xúc, trao đổi cấp cao được duy trì dưới nhiều hình thức. Thì tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, lãnh đạo hai bên đã có nhiều cuộc điện đàm, hội đàm trực tuyến và cả tiếp xúc trực tiếp. Trong các cuộc tiếp xúc và trao đổi, lãnh đạo hai nước chia sẻ thông tin về tình hình mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề thế giới và khu vực cùng quan tâm. Qua đó tiếp tục thể hiện quyết tâm hợp tác chặt chẽ nhằm không ngừng củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam, Campuchia trong thời gian tới. Về hợp tác ứng phó COVID-19, phát huy tinh thần tương thân tương ái chia sẻ những khó khăn trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại mỗi nước. An ninh quốc phòng được hai bên phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, giải quyết tốt các vụ việc phát sinh trên biên giới, tăng cường, duy trì tuần tra chung trên biển, hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Về kinh tế, trong 10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam, Campuchia đạt hơn 7,8 tỷ USD, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, Việt Nam có 188 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt hơn 2,8 tỷ USD, nằm trong top 5 nước có đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Về vấn đề kiều dân, hai bên đang tiếp tục phối hợp, hỗ trợ cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, giúp củng cố địa vị pháp lý cho bà con, sớm ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Campuchia và trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.